tham gia chiến đấu, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân. Cựu chiến binh là những người thấm nhuần phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và cũng là những người góp phần trực tiếp làm nên phẩm chất và hình tượng bộ đội Cụ Hồ. Trở lại với cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh Đà Nẵng tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý, truyền lửa cho thế hệ trẻ và góp phần vào các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 6 tháng 12. Như thường lệ vào những ngày đầu của tháng 12, Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Vang lại tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ và giao lưu nhân chứng lịch sử cho cán bộ hội viên và đoàn viên thanh niên huyện. Năm nay, đoàn đã đến viếng và dâng hương tại bia chiến tích của Trung đội nữ Lê Thị Hồng Gấm thuộc xã Hòa Phong. Các đoàn viên thanh niên đã được nghe nhân chứng lịch sử kể lại những chiến tích, chiến công và sự bất khuất của các chiến sĩ trong trung đội năm xưa, qua đó tiếp lửa cho thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Các chương trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ như thế này đã được Hội Cựu chiến binh huyện duy trì thường xuyên và là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Riêng cái xã Hòa Phong thì tổ chức cái về địa chỉ đỏ này. Đây là cái địa phương mà thường xuyên làm tốt công tác giáo dục truyền thống. Không những ở địa chỉ đỏ này mà ở nghi trang liệt sĩ thường niên. Hoạt động hôm nay đó là hoạt động thường kỳ thôi, nhằm giáo dục truyền thống thế hệ trẻ. Đó là một cái nhiệm vụ phối hợp của cựu chiến binh và đoàn thanh niên trong những năm qua. Còn với các cựu chiến binh này, ký ức oai hùng về trận đánh Bầu Sen nay thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn một lần nữa được tái hiện rõ nét trong tâm khảm của họ trong chuyến về nguồn nhân dịp 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam vừa qua. Đoàn phường cũng đã hỗ trợ và tổ chức được nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, hành quân về nguồn, tìm hiểu địa chỉ đỏ cũng như là trao đổi với nhân chứng lịch sử trong suốt thời gian vừa qua. Các nhân chứng lịch sử đặc biệt là của lực lượng vũ trang phường Hòa Hải, lực lượng vũ trang của quận Ngũ Hành Sơn. Qua các hoạt động này thì các chú các anh đi trước cũng đã truyền lửa và tiếp cho các thế hệ trẻ của phường những truyền thống tốt đẹp của các anh các chú đi trước để thế hệ trẻ tiếp tục mà gìn giữ và phát huy những kết quả đã đạt được. Cùng với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh quận Ngũ Hành Sơn luôn chú trọng xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, qua đó triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hỗ trợ cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hơn cả vật chất, sự quan tâm kịp thời của địa phương cũng như các cấp hội là nguồn động viên to lớn, góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa hội viên cựu chiến binh, qua đó lan tỏa sâu rộng các phong trào cựu chiến binh tại cơ sở. Xây dựng một cái quỹ đồng đội để giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau. Và từ cái quỹ này thì có thể chúng ta sẽ đưa anh em ta vào nó có cái liên kết gần gũi với nhau hơn. Thế thì cái quỹ này gọi là cái quỹ đồng đội không lãi. Sau khi mà anh em tất cả các thứ quán triệt rồi nhất trí rồi thì bắt đầu chi hội đi vào thực hiện. Tiếp tục đồng hành cùng công cuộc đổi mới phát triển của thành phố Đà Nẵng, thời gian tới các cấp hội cựu chiến binh thành phố ra sức xây dựng hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.